Thì bây giờ anh Đông sẽ ra làm cà cho cả nhà. Anh Đông chủ quán ra phụ không phải nha. Không phải, cái này là mình giải trí, mình làm với bạn tí thôi, chứ mình dùng từ phụ thì nó hay quá. Bữa nay nhiều hơn mấy mặn bữa phải không? Dạ, bữa nay em đi hết nguyên cái chợ của cây chỉ mua được như này á. Anh Đông làm gì trong cái tóc quăng lên cái chắc chém cho rớt xuống cục một mình. Dạ. Làm gì có tiền. Cái cọng chồng vậy hả? Dạ. Thì lần đầu tiên gặp nhóm gì? Còn mà ví dụ như về nông á thì mình cũng biết, tại vì mình dân miền Tây. Dạ. Cũng biết. Anh ở đây cũng dân miền Tây không nè anh ơi? Mình có ăn không mình rất là thích cà nướng mà mình rất là thích. Anh dùng từ là rất là thích. Dạ. Từ lúc mà nhỏ trẻ ăn cơm với gia đình rồi đó. Dạ. Là nhà mình chắc cũng khoảng là tần lễ là một ngày á. Mình rất là thích, đặc biệt cũng rất là thích. Nhưng mà anh ăn với nước mắm hay muối tiêu? À, mình thích ăn với nước mắm. Mắm rồi hả? Đúng rồi. Rồi, có lấy ăn này đúng không? Dạ đúng rồi. Càng ngày thấy anh càng lên tay. À, anh Đông, cho em hỏi là em có nghe là anh Đông áp dụng cái món của cà nướng mà vô menu của quán đó không anh? À, sắp tới mình có một cái để mình coi tình hình bán, ví dụ như mà nếu như mà nó chưa có tốt đẹp, nó chưa có đủ thì mình sẽ hỗ trợ thêm là mình đăng trên tất cả các nền tảng web, mail hay là những kênh thông tin của mình là một khách hàng đến ví dụ như cái hàng táp ở cà tiếp hay là cà tiếp nước rồi đó với cái đường phá mình sẽ đưa ra thì mình sẽ dành tặng riêng cho khách đó một cho đến hai thằng tiền số lượng người đến với lại đây ví dụ như ủng hộ hải sản, ủng hộ cà luôn hay là ủng hộ cà, ủng hộ hải sản luôn chưa kể. Đó thì mình đã có suy nghĩ như vậy để mình bây giờ đây là ngày thứ ba nhưng mà mình thấy là hai ngày qua thì khách cũng còn rất là nhiều thế là ok và cái tiếp cái đầu tiên mình làm nhiều quá thì mình không hay á điều đó là mình đang cân nhắc đang thích và cái tiếp mình còn tiếp cái trên tay của mình là số điện thoại hotline của năm chi nhánh với lại đây là tên web ha, tại vì mình thì mình rất là thích kinh doanh của bán với lại mình làm thì mình rất là cố gắng và đây là giống như là cái lời động viên nhắc nhở mỗi khi mình mệt mỏi, mỗi khi mình gì đó thì đây cũng giống như là lời cam kết của anh đây ha, không phải gì hết, đây là cái khẳng định niềm tin của mình hàng ngày. Cắt không? Dạ không anh. Cứ gặp luôn không? Dạ. Cà này nó cũng như là mua là mình lấy cái rượu là cũng lên chui với anh. À. Nếu bỏ trong bình thì không có được lựa nhiều đâu. Hư là mình lấy về mình bỏ luôn. Nên là bán cái này cũng có nhiều quá. Nó rất là mất cái tinh công và cái... Nhưng mà mình thấy bạn nghe đang bán giá rẻ quá. Giá rất là rẻ. Giống như mình nhờ vào số lượng ha. Thì mình phải nhờ vào số lượng. Nên cũng mong là nhiều người thiệt là nhiều người ủng hộ. Đúng rồi. Mấy ok. Ừ. Giờ sắp tới anh có dự án là khuyến mãi cà cho khách hàng nhà hàng đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái đó là như mình nói dự mình, tính thôi không chứ chưa có quan sát tình hình kinh doanh như thế nào chứ nếu như không á tại vì phải hợp lý. Ngày nào không mua? Chủ quán này phải bắt nó mua 20 bệnh. Sao phải bắt? Bắt buộc luôn. Tự nguyện chứ. Rồi đây chủ quán dễ thương xinh đẹp, mừng bệnh.
như là nhắc lại mà lời với thầy mấy anh chị mình cùng với người khác ha, thì nó sẽ rất là ok hơn. Thì anh đã trải nghiệm cắt cà thì anh trải nghiệm nướng cà luôn anh nhỉ? Trải nghiệm nướng xong rồi trải nghiệm ăn luôn. Rồi nướng cái nướng mà sợ không có đạt chất lượng rồi. Bây giờ anh Đông sẽ nướng cà nha cả nhà. Bây giờ thì anh Đông chủ nhà hàng sẽ trải nghiệm tiếp đó là nướng cà của người. Đây được chưa? Hồi nãy là anh chè một cái đường cà để mà nướng cho. Nóng lắm á. Dạ đúng rồi, nóng lắm dữ luôn á. Thành ra là bây giờ là Nga là phải chỉ anh Đông nướng cà nè. Nóng thiệt cái này. Dạ. Nhưng mà nóng. Nóng dữ lắm luôn á. Đúng rồi, nóng lắm. Anh có thể nào rao một câu giới thiệu cà nướng được không anh? Rao hả? Rao bằng bài hát đi hả? Dạ. Đỡ hay lắm nha. Bà hát nha. Dạ. Mình nói chơi đó mình hát không được. Ý là rao theo kiểu mình là dân marketing. Mình rao bằng hình ảnh. Yeah. Bằng chất lượng, bằng giá, bằng dịch vụ. Nếu mình rao bằng miệng thì cũng rao được luôn. Rồi sao ta? Thôi, ngại quá, thật quá. Em mới thấy Đông nướng cà giờ đã đổ mồ hôi nha. Nóng, rất là nóng ha. Rất là nóng luôn cả nhà. Nếu như mà gọi trải nghiệm này mấy anh chị coi clip hay là nhìn thấy gì nhưng mà thật sự là nóng ha. Và nếu như mà ngồi lâu dài mỗi ngày thì cũng phải là một sự cố gắng thật sự rất là nóng. Mình mới ra ngồi tí là đủ. Tức là cái chân cột cái vô biểu trưng của anh đó, nó sẽ là nóng được cái chân cột biểu trưng của anh đó. Nóng lắm luôn. Tại vì hôm qua em có thử cảm giác đó rồi, nó nóng luôn. Rất là nóng luôn. Mình là cũng đi nhiều, chứ cần tiêu thổ nhiều nhưng mà cảm giác là nóng á. Ngồi một tí thì không sao chứ ngồi lâu dài và thời gian dài là phải chịu khó nhưng mà quy tắc thôi. Công việc nào cũng phải chịu khó, giống như mấy anh chị YouTube cũng phải chịu khó chạy, cũng phải chịu khó đi, cũng phải chịu khó quay, chịu khó dùng từ, giữ chịu khó kiếm kịch bản như vậy. Ngày nào cũng phải chịu khó. Thì đây là cái giá của cái ngày này. Anh Đông bắt đầu đổ những giọt mồ hôi đầu tiên ở nhà vì nướng cà và rất là nóng cả nhà. Anh Đông thì giờ anh ngồi nướng cà thì anh mới biết chắc chắn là cái túi cà 20.000 rất là rẻ đúng không anh? Đúng. Rất là kỳ công đúng không anh? Cái này là bắt buộc mình phải bán số lượng nhiều. Dạ. Thành ra là nó mới đảm bảo được doanh thu lợi nhuận theo ACD chứ thật sự là rất là bán quá rẻ. Hồi trước mình có đi bán vỉa hè, đi bán hoa kiển. Dạ. Mình từng bán ở vỉa hè rồi. Ngủ ngoài đường luôn. Wow. Vỉa bông mới đúng không? Bán nằm ngoài đường vỉa bông chứ. Đúng rồi, vỉa bông á, bán chợ Hoa Xuân á. Giữ cái một cái chuyện dân dụng đó. Mình bán nó cũng lanh lắm, bán trước từng ngày là hết rồi chứ vậy. Rồi. Mình có duyên bán ít bán lắm. Bán rồi. Nhưng mà có cái bán bản thân bán chưa được tới bây giờ bắt đầu ấy. Hải sản thì bán được rồi, bán tốt nhưng mà bản thân thì bán chưa được. chưa có ai ủng hộ. Cái này chính là nha. Được chưa? Wow, đã có một cái chín này nha cả nhà. Cái đầu tiên của chúng ta Đông. Tại vì chúng ta lắm tấm trình giác của anh Đông. Cho nên là việc nướng cà đối với Đông. Mồ hôi này im mà. Mồ hôi của lao động là im mà. Cả nhà thấy anh Đông nướng cà cũng chuyên nghiệp lắm cả nhà. Quá ngon. Quá thơm. Quá ngon. Nhìn thấy cái màu. Đây. Đó đó, tại đó ngon đó. Nóng dữ luôn. Nướng cà tím rồi, có biết lộn vỏ cà tím không? Đúng rồi.
đúng rồi, đúng rồi, đang còn lọc vỏ nữa, đúng rồi, đúng rồi. Kêu trải nghiệm lọc vỏ. Đúng rồi anh, đúng rồi, em phải trải nghiệm lọc vỏ nữa. Nha ơi, bây giờ em cho anh Đông trải nghiệm đi em. Nóng lắm nha, nướng là lọc vỏ nóng lắm anh. À, anh Đông ơi, thì bây giờ mọi người muốn anh trải nghiệm lọc cà nè anh. Thôi mà không lọc đâu, nó liên quan tới sự khéo léo nữa. Chị ơi, anh Đông hôm nay là bắt đầu mai anh Đông ra phụ nướng luôn á. Em tên Đông, em bán là khách đông lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Hồi đó. Không có, hồi đó là giao thừa, rất là nhiều tiệm tạp quá. Đây, cung vào nguyên quỷ, hai chồng đủ. Hồi đó mấy tiệm tạp quá gần nhà, mỗi lần giao thừa là kêu mình qua ủng hộ à. Đúng cái giao thừa luôn. Tại mình tên Đông rồi. Dạ, tên Đông cho nên là đông đúc anh ha. Đông đưa ra chủ nhà hàng đang nướng cà cả nhà.